Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Thời điểm này là bắt đầu vô mùa phối rồi. Thì đây là những cái thùng ấp của mình khiên ăn trước, để ăn trước á. Học nhờ được giỏi ghê. Thấy bà khỏe không? Đây là cái thùng ấp này, gọi là đất ấp này, gọi là đá chân trâu. Đó, thì ở trong cái hàng này nó có chứa nước. Cái này là của mùa trước. Bi lấy ra, bi xếp ra giùm ba đi. Đó, xếp dài giống vậy nè. Một cái ổ của tô và tô rét nè. Em biết cái này dùng để làm gì không? Để xôi trứng nha. Đầy đủ đồ chơi. Đầy đủ đồ chơi cho anh em dễ hình dung nha. Hello, mình là Ngâm Ngô. Ok các bạn, đối với lại anh em Iguana thì biết cái thời điểm này đang là thời điểm gì ha. Thì thời điểm này là bắt đầu vô mùa phối rồi. Cũng mới đầu mùa thôi. Thì sau khi mà con Igu nó phối xong á, con cái nó sẽ ôm bầu khoảng 60 ngày là bắt đầu nó đẻ trứng. Thì để cho cái việc đẻ trứng, nói chung anh em nào mà có ý định làm sinh sản á, thì cần phải có những cái chuẩn bị sẵn. Để khi mà nó đẻ trứng á, thì chúng ta có cái công cụ hoặc là cái không gian, hoặc có cái sự những cái sự chuẩn bị vật tư để mà chúng ta cho nó vô lồng ấp liền. Đó. Chứ còn có nhiều bạn nói anh ơi em muốn thử nghiệm sinh sản mà trong khi cái gì cũng chả chuẩn bị, từ cái kiến thức như thế nào, rồi đất ấp, thùng ấp, tất cả mọi cái đều không có chuẩn bị gì cả. Thì tới lúc tới nơi nó đẻ đó, thùng ấp cũng không có chuẩn bị, thùng đẻ cũng không có chuẩn bị. Tới lúc nó đẻ trứng rớt ra ngoài rồi nắng gió rồi nó làm hư cái trứng, hoặc là nó đẻ trứng ra trứng thì còn nguyên đẹp luôn nhưng mà lại không có đất ấp, không có thùng. Cuối cùng là phải xài những cái đồ tạm bợ. Thì cái đồ tạm bợ thì các bạn biết là nó không có đảm bảo vấn đề kỹ thuật để cho trứng nó phát triển, nó nở mà. Cho nên là mình sẽ làm clip này ha. Đây. Thì đây là những cái thùng ấp của mình. Đó, thì bây giờ mình sẽ làm cái gì thì các bạn cùng theo dõi ha. Đầu bắt đầu cái khu vực này sẽ bị lùm xùm rồi đó. Được cái... nó cũng có cái không gian riêng ở đây. Cái vỏ này của mượn của anh Tin, chưa có chuyển ra. Đây là bi khiên phụ ban thùng bi nặng quá nè. Khiên ra trước, để ra trước á. Không, nhờ được giỏi ghê. Đây. Đây. Trời. Thấy bà khỏe không? Ây da. Đây các bạn, đây là cái thùng ấp, ấp trứng ha. Thì sẵn đây mình nói luôn để cho anh em có sự chuẩn bị với này nọ. Thì cái thùng này là mình thùng sao cũng dùng cái thùng nhựa Di Tân hay là nói chung thương hiệu nào cũng được. Cái thùng này là nó thể tích của nó là 15 lít ha các bạn ha. Đây. Còn trong đây là những cái này gọi là đất ấp, cái này gọi là đá chân trâu. Đó, thì cái đá này mình cũng có từng giới thiệu với các bạn rồi. Cái đá này thứ nhất á, là nó sạch. Ngày xưa mình nắp bằng cát ha các bạn ha. Nhưng mà trong cát á, ví dụ như cát đó mà khai thác ngay cái chỗ nào mà cái nước đó nó phèn á, thì trong cái hộp cát nó cũng dính phèn. Thì những cái phèn đó nó sẽ làm hư cái trứng. Đó, cho nên là sử dụng cái đất ấp này nó cũng rất là an toàn và sạch sẽ. Với lại nó nhẹ nữa các bạn. Ngày xưa mình ấp bằng cát á, thì đổ cái thùng cát này cầm nó rất là nặng luôn. Nó rất là vừa ở trong đó nó có nhiều vi khuẩn nè, trong cái cát á, khai thác ngoài sông á, nó có nhiều vi khuẩn. Và nó nặng nè. Rồi ví dụ nó có phèn thì nó sẽ hư cái trứng của mình. Và cái quan trọng nữa là cái cát á, thì nó mịn quá cho nên là nó sẽ không có khả năng nó hút nước các bạn. Các bạn biết cái hạt cát này á, người ta dùng nó để là tại sao? Tại vì ở trong này nó xốp ha. Ở trong cái hộp này nó xốp. Nước á, khi mình nó vô á, nó sẽ rút cái nước vô trong cái hạt này. Đó, thì ở trong cái hạt này nó có chứa nước thì nó sẽ cung cấp cái độ ẩm cho trứng. Trời. Nhưng mà ở bên ngoài á, nó không có bị nước chỉnh ra ngoài. Thì các bạn để nói sao cho dễ hình dung ta. Giống như cái khăn mà để lau bảng hồi đó đi học các bạn nhớ không? Thì nó hút nước bên trong nhưng mà nhìn bên ngoài nó vẫn khô ráo đúng không? Thì cái hình thức nó sẽ giống vậy. Đó, như cái hộp này mình bóp ra là nó bể nhuyễn bên trong nè. Nó xốp, nó rất là nhẹ ha. Đó. Trời trôn luôn. Rồi, thì bây giờ chuẩn bị vô cái mùa Igu nó phối rồi nó sẽ đẻ trứng, thì mình sẽ đem những cái thùng này ra. Mình phơi.
Cái này là mình làm mẫu cho các bạn coi thôi, chứ thật ra cái đất này mình sẽ đem đi trồng cây. Cái này là của mùa trước, mình ấp xong rồi thì mình để nguyên vậy luôn, mình để nguyên vậy. Thì năm nay đúng ra là các bạn có thể tái sử dụng được cũng được. Sau cái mùa ấp thì các bạn đem đi đi phơi cho nó khô ráo thì các bạn xài tiếp cũng được. Thì đúng ra cái này nó vẫn còn rất là tốt nè. Cái này mình có thể xài cho mùa này được. Được rồi. Bị chôn. Không. Bị gì? Nãy giờ nó bị cái bánh xe to quá làm như vậy. Lúng luôn rồi. Lúng luôn. Đó thì cái đất này là mình quay clip này mình làm mẫu cho các bạn coi thôi, chứ còn cái này là mình sẽ đem đi trồng cây. Mình sẽ mua cái mới mình xài. Đó thì ở nhà mình có trồng cây nữa nên mình sử dụng được. Thì cái đất ấp này nó cũng không mắc lắm. Một ổ trứng á, một con cái đẻ thì xài cỡ một ký đất ấp này nó cũng nhiều lắm. Một ký này nó cao hơn này một chút ha. Cỡ tới đây. Một ký nó tầm khoảng 70-80 ngàn á. Rồi, thì bây giờ mình nếu mà bạn nào á mà năm nay mới bắt đầu làm á thì nên mua đất ấp từ bây giờ. Nên mua đất ấp từ bây giờ, nó sẽ chuẩn bị cho nó tốt. Đó, thì vô mùa là mọi thứ nó sẵn sàng mình làm thôi. Đó. Thì bây giờ nè, nếu mà ai có đất cũ mùa trước thì giờ đem ra phơi nắng đi, ra cho nó ráo đi. Rồi cái trong cái tia nắng nó sẽ diệt những cái vi khuẩn, vi trùng. Nếu mà anh em nào mà nhà có không gian, có cái tấm bạc á, trải ra, rải cho đều ra y như mình phơi lúa, phơi thóc á, thì nó còn ok hơn nữa. Ha, còn đây mình cứ phơi từng thùng vậy cho nó ráo đi, cho nó sạch vi trùng để mình xài. Như cái loại đất đá này nó cũng có hai loại nè, các bạn thấy không? Cũng là cái đá chân trâu với nhau, nhưng mà có loại size to, có loại size nhỏ. Thì cũng có nhiều anh em hỏi là anh ơi nên xài loại đất ấp màu đen hay màu trắng. Thì thật ra theo mình á, là loại nào cũng được hết, nó không thật sự quan trọng lắm ha. Cái chức năng của cái đá này á, là nó cung cấp cái đất nền mà để ấp trứng á. Thứ nhất là nó sạch. Cái thứ hai nữa đó là nó cung cấp cái độ ẩm cho trứng, cho vỏ trứng nó phát triển, nó nở. Và nó không có chỉnh nước đó. Nó không có chỉnh nước ra ngoài. Và có một cái kinh nghiệm này, anh em hỏi là anh ơi trộn cái tỷ lệ nước với cái đất ấp làm sao cho vừa. Thì các bạn có thể ví dụ như giờ cái thùng này ha, cái thùng này là cái đất khô hoàn toàn. Các bạn tưới nước vô đây rồi các bạn trộn đều, cho nước nó ngấm đều vô hết cái hạt đất ấp này. Đó, ngấm đều vô đây hết. Xong rồi các bạn thử coi là nó có đủ nước chưa, nó có quá khô hay là quá nhiều nước hay không. Thì các bạn thử bằng cách này, bạn lấy một nắm lên, bạn bóp chặt thì chặt vô tay các bạn, đúng không? Nếu các bạn buông ra mà cái đất nó vẫn còn tạo khối như thế này và nước nó không chảy thành dòng ra là cái kết cấu này là ok, hiểu không? Còn thí dụ như các bạn bỏ vô tay bạn bóp mà mở ra nó rời rạc ra, nó rời rạc như thế này là nó hơi khô ha. Còn nếu mà nó bóp vô mà nó nhiễu tỏn nước luôn là nó dư nước đó. Cái kết cấu cỡ này là ok, mở ra nó vẫn tạo khói. Nó như cái này là hơi khô nè, nếu mà bóp ra xong rồi mở ra là nó vẫn còn rạc như thế này là khô nè, thấy không? Còn này mình bóp vô ra là nó ra cục cục như thế này mà không bị chảy nước ra ngoài là lượng nước nó vừa đủ ha, vừa có ẩm mà không quá chảy nước. Đây là cái cách mà để anh em kiểm tra coi là đất này nó đủ ẩm hay là nó thiếu nước, đủ nước hay thiếu nước ha. Rồi còn gì liên quan tới đất ấp không? Anh em phải chuẩn bị đất ấp sẵn nè, chuẩn bị cái thùng này 15 lít nè. Có một cái nữa thì mỗi người ấp sẽ có một cái kiểu khác nhau. Mỗi 10 người ấp thì nó sẽ có một cái kiểu khác nhau, mỗi người một chút ha. Thì mình đang nói về cái cách ấp của mình thôi. Cái cách ấp của mình là mình không có đục lỗ cái thùng luôn nha các bạn. Có người thì rất là chú trọng cái chuyện này, thậm chí là người ta còn gắn cái quạt hút vô để người ta đói luôn không khí nữa, để đảo không khí nữa. Có người thì đục lỗ tương đối nhiều. Có người thì đục lỗ tương đối nhiều. Có người thì đục lỗ ít hơn. Nhưng mà riêng mình là không đục lỗ luôn. Đó. Thì nói về đục lỗ cũng có hai dạng đục lỗ. Có bạn á thì đục lỗ trên cái nắp này.
Nhưng mà nếu mà là mình á, mình đục lỗ á, là mình sẽ đục lỗ cái mặt này. Tất bốn cái mặt này đều có để đục lỗ. Các bạn biết nguyên nhân tại sao mình lại đục lỗ dưới đây không? Đó là mình có thể đặt chồng lên nhau cho nó tiết kiệm diện tích ha. Nếu mà anh em mà đục lỗ ở trên cái nắp này nè là anh em không có thể để lên đây được. Nó lên là nó bị cản đè. Tại vì anh em đã ý định cho nó thoát nước mà đó, thì anh em phải đục lỗ bên hông. Chứ anh em đừng có đục lỗ trên cái mặt này thì mình không có chồng cái thùng lên được. Ngày xưa mình có đục lỗ. Ngày xưa mình có đục lỗ, nhưng mà khi mình đục lỗ á thì đối với những cái trứng igu mà nó bị hư á thì nó sẽ thu hút những cái con bù mắt, bù hóng, nó vô nó đẻ làm dòi ở trên cái trứng, nhìn nó rất là ghê. Cho nên là sau này mình không có đục lỗ luôn. Và mình thấy nó cũng không có, nó không phải là cái gì đó nó tiên quyết cho cái việc trứng nở. Rồi mình mới lại suy ra hình dung lại trong tự nhiên á, con igu nó đẻ, nó đào cái hang cũng tương đối sâu á, nó đẻ trứng ở trong đó xong nó lấp lại thì nó cũng nó gọi là nó vẫn khí nó vẫn thoát ra ngoài được, nhưng mà rất là ít. Nên là nó sau khi nó đẻ trứng xong nó lấp lại thì nó không có lèn chặt để mà hơi nó không có thoát ra, mà nó vẫn có cái độ thông hơi nhẹ. Thì đối với mình suy nghĩ á, khi mình đẩy nắp kiểu này nè thì thật ra những cái khe này nó cũng không có kín lắm, nó không có kín lắm ha, nó vẫn còn cái độ mà cho khí nó thoát ra nhẹ 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 từ từ, thì mình nghĩ cũng ok. Cho nên là mình sau này mình không có đục lỗ luôn và vẫn ấp nở đạt tỷ lệ tốt bình thường. Quan trọng là cái trứng của mình có tốt hay không, cái phôi có tốt hay không á, chứ cái cách ấp thì theo mình á nó không quá cầu kỳ đâu. Quan trọng là cái phôi nó khỏe là trứng nó sẽ phát triển tốt, còn cái phôi nó yếu rồi thì bạn có làm kiểu nào nó cũng sẽ yếu, nó chết thôi à. Đó thì đó, thứ nhất là cái cách của mình là mình không đục lỗ. Còn anh em ai muốn đục lỗ thì cứ đục lỗ, thậm chí có người còn gắn cái quạt hút nữa, gắn quạt hút cho nó đối luôn không khí mạnh nữa. Nhưng mà theo mình hình dung ở trong tự nhiên thì nó không có, tại trong tự nhiên con igu nó đào xuống cái hang sâu chắc cũng tầm 1 mét đi, 60 cho tới khoảng 1 mét tùy con. Xong rồi nó đẻ trứng ở dưới, xong nó bò lên nó lấp đất lại thì ở dưới nó cũng rất là kín rồi đó. Rồi cái gì nữa ta, đem hết ra phơi đây, giờ vô lấy ra phơi tiếp rồi để con nhớ gì lưu ý với các bạn trước. Thấy không, các bạn rất là nhẹ. Cái này nếu mà xưa mình xài cát á, là khiêng 3 thùng thôi là lòi. Còn giờ khiêng thoải mái luôn. Đi ba. Rồi, bây giờ Bi lấy ra, Bi xếp ra giùm ba đi. Đó, xếp dài giống vậy nè, để ba chỉ cho mọi người. Giờ bạn thấy là trên đây mình á, mình là có ghi cái thông tin, cái thông tin của từng cái ổ. Ví dụ như cái con nào á, nói chung là một cái chuồng này đó, là một cái thùng này thì có tầm khoảng 45 trứng đổ lại là nó sẽ vừa. Còn nếu mà nhiều hơn thì nó sẽ thiếu. Cái trứng con igu nó sẽ nở theo thời gian nữa các bạn. Nếu mà mới đẻ ra thì nó cỡ 2 ngón tay thôi ha, nhỏ hơn chút xíu, mà gần tới nở nhiều khi nó nở to ra thành gấp rưỡi đó. Thì chúng ta phải trừ cái khoảng không cho trứng nó nở to ra, không thì nó lèn vào nhau. Còn đối với những con nào mà trứng còn ít á, mùa 1 hoặc á, thì khoảng 2 mấy trứng á, thì một thùng này chúng ta có thể chia làm 2 ổ. Ví dụ như mình lấy trứng giữa này mình chia đôi ra, thì bên này là một cái ổ của tô và tô rét nè. Tô với tô rét thì nó sẽ làm ra được tô 75, tô rét 75%. Cái ngày mà nó đẻ là ngày 18 tháng 3 đó, ngày nó đẻ là ngày 18 tháng 3 năm ngoái nha, cái này của năm ngoái, ngày 18 tháng 3 nó đẻ. Thì mình dựa vô cái số này bắt đầu mình canh. Mình canh nói chung là cái thời gian trứng nó nở tầm khoảng 80 tới 90 ngày, 70 80 90 ngày, tùy đó, tùy cái trứng đó. Có những cái phôi nó yếu thì nó sẽ phát triển chậm hơn các bạn. Còn có nhiều bạn thì ép cái nhiệt vô để mà cho nó nở nhanh, để bán nha, cho nó đầu mùa nó có giá đồ này nọ các thứ á, dành thị phần thị trường á, thì các bạn dùng cái nhiệt để các bạn
thôi cái xe đó xe làm việc, xe đó xịn, con để vô lát nó dính dơ hết cái xe đó, chơi ngoài đừng để chổng đó. Thì tính nói tới đâu ép cái nhiệt vô để cho nó phát triển nhanh á, thì con Igu nó dễ bị tật lỗi là cái thứ nhất, cái thứ hai cái tính của nó cũng khá là cọc ha các bạn, sau này khó thuần đó, theo mình quan sát là vậy đó. Còn bên này là cái ổ của Hellboy với Torres ngày 16 tháng 3 ha, anh em lưu ý nhớ phân ra để cho đừng có lộn, sau này nó nở ra đứa con á, nhiều khi cái kiểu hình nó giống giống nhau, mình không việc phân biệt được con nào gen nào. Xe điều khiển được á đó. Thì mình sẽ ghi cái thông tin con cha con mẹ và cái ngày nó đẻ để mình biết, mình canh cái ngày nó nở. Ủa sao Bi không mở ra giùm ba? Rồi có thêm một cái này cũng lạ nữa mà cái này rửa, sắp tới sẽ rửa. Thì có nhiều bạn lúc mà mình cho Igu nó nở ra thì nhiều bạn hiểu lầm, tưởng là mình ấp bằng nước, không cần cái chất nền này mà ấp bằng nước đó, lúc đó trứng nó sẽ nở trên này nè. Nhưng mà cái này không phải, ha, mình vẫn ấp bằng kiểu này, nhưng mà gần tới ngày nở á, khi mình thấy trứng bắt đầu nó xẹp xuống rồi, nó đầu nó nhúc nhích coi Igu sắp nở á, thì mình đầu mình lấy cái trứng đó mình để đây, ở dưới này mình sẽ để một lớp nước mỏng để nó bốc hơi lên, nó cung cấp độ ẩm cho trứng nó mềm nó nở. Trứng mình sẽ để đây đó, xong rồi đầu nó nở ra thì các bạn biết khi con Igu nó nở ra, nó sẽ trong cái trứng nó sẽ có cái nước ối, cái nước trong vỏ trứng á, thì nó chảy xuống đây đó, chảy xuống đây thì nó sẽ sạch sẽ, mình dễ dọn dẹp. Nếu như mình để cho con Igu nó nở trong này luôn á thì nó sẽ có hai vấn đề xảy ra, theo hai vấn đề đối với mình thôi nha, còn anh em thì người ta vẫn làm vậy. Có nghĩa là khi mình để cho trứng nó vỡ ra, nó rách ra, xong rồi con Igu nó nở trong này luôn, thì nó sẽ có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái nước ối nó sẽ chảy thấm vô cái đất nền này, nó làm cho cái đất nền này nó bị hôi, nó bị dơ ha, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, con Igu khi mà nó ra nó bị dính vô mấy cái này nè, dính vô mấy cái đó, ví dụ bạn thấy tay mình đụng vô lát nó cũng dính cái ăn đóng này nè, thì con Igu nó sẽ bị dơ là cái thứ nhất. Cái thứ hai, lỡ mà nó có liếm như cái này nè, nó dễ bị nó thành một cái cục nhân, rồi từ cái cục nhân này nó sẽ to lên từ từ, nó tạo ra thành cái urat. Nói chung là nó liếm mấy cái này có khả năng nó sẽ bị tắc ruột đó. Cho nên là gần tới ngày nở mình canh thấy nó xẹp xẹp rồi, mình sẽ bỏ qua đây để nó nở ra, cái nước ối nó chảy dưới này đó, thì mình đi rửa cái thùng này nó rất là đơn giản, không có làm hư cái chất nền. Và con Igu khi nó nở ra rất là sạch, thì mình cái tính của mình á là tại vì mình làm những cái bộ gen nó quý hiếm không à, cho nên là ẩn số lúc mà con Igu nó chui ra khỏi cái trứng, chui ra cái trứng á, là mình không biết nó sẽ ra con gì, rất là nhiều ẩn số, cho nên là cái thời gian nó nở là cái thời gian mình rất là kích thích. Mình sẽ ngồi nói chung là mình thăm chừng liên tục để khi nào con nó chui cái đầu ra đó, để mình khoe với mọi người thì nhìn nó cũng sạch sẽ đẹp đẽ hơn là để trong này đó. Thì có thêm cái này ha, có thêm cái này sẽ khác với mọi người chút, thì mình cũng giải thích luôn để nhiều anh em thắc mắc là, ôi, có người bạn hỏi là anh ơi anh ấp bằng nước không cần chất nền như thế nào, chỉ em với. Nhưng mà không phải là mình ấp bằng nước ha, còn nếu mà ngay từ ban đầu mà các bạn bỏ vô đây luôn á, sử dụng cái này luôn không sử dụng chất nền á, thì cái lượng nước ở dưới này á, nó bốc hơi lên quá nhiều, nó bốc hơi lên quá nhiều, nó làm cho trứng nó bị mốc hư. Còn trong này nè, nước nó được, nó nước nó bị giam giữ trong từng cái hạt đá này, nó sẽ bay hơi từ từ, nhẹ nhẹ, thoang thoảng, nó cung cấp cái độ ẩm một cách nó nhẹ nhàng thôi, thì trứng nó hấp thụ vô được. Còn cái này á, nó lên nước nó bốc hơi ngùn ngụt lên là cái trứng nó sẽ bị nấm mốc, nó hư cái vỏ trứng ha. Đó thì bây giờ anh em cứ chưa mua đất ấp, chưa mua thùng thì mua đi. Nếu mà mùa trước đã ấp rồi, có rồi, thì bây giờ đem ra để mà phơi rồi đi, phơi rồi coi có cái gì nó thiếu thốn cần chuẩn bị thì chuẩn bị. Anh em nào mùa đầu tiên thì ai mà có kinh nghiệm rồi thì người ta có thể không cần đâu. Ví dụ như mình bây giờ không cần những cái đồ đo nhiệt kế, ẩm kế rồi đâu, tại vì mình đã có cái phòng để mình ấp rồi.
nhiệt độ và độ ẩm trong đó là mình cân chỉnh theo ý mình được rồi. Nhưng mà đối với anh em nào mới lần đầu, chưa có ấp lần nào hết, thì anh em sẽ hơi lo lắng à, không biết là cái độ ẩm này nó vừa chưa, cái nhiệt độ này nó đúng chưa. Cho nên là anh em có nhu cầu cần những cái nhiệt độ và cái ẩm kế và cái nhiệt độ kế để mà anh em theo dõi, thì anh em có thể lên Shopee ha, lên Shopee mua cái đồng hồ đo nhiệt độ và ẩm độ về để anh em thêm phần tự tin. Tuy nhiên mình cũng nói luôn là mấy cái đồ đó nó dởm lắm, nó không có chính xác, nó rất là, tại vì nó rẻ. Mình mua hai cái giống nhau, hồi đó mình bị rối băng luôn các bạn, hồi lúc mình mới làm mình rối luôn. Rồi mình, tại vì nó không chính xác, nó làm cho mình bị rối, mình không biết mình tin vô cái nào. Chứ mình mua ba cái ẩm kế với lại nhiệt độ kế, mình đặt ở ba cái thùng khác nhau, mình đặt cùng một cái vị trí luôn, ba cái đồng hồ cho lên ba cái số liệu khác nhau luôn, rồi mình không biết tin vô cái nào luôn đó. Thì nó rối là rối chỗ đó đó, nhất là lúc đó mình chưa có kinh nghiệm, chưa có nhiều, mọi cái mình đều gọi là nửa tin nửa ngờ, tại chưa có kiểm chứng mà, đâm ra là nó làm cho mình cũng rất là lo lắng. Tuy nhiên thì anh em newbie thì cứ mua rồi đo thử thôi, nhưng mà cũng tham khảo thôi, đừng có đặt nặng, tại mấy cái đồ nó dởm, nó ra cái chỉ số không có đúng. Ví dụ mình xài ba cái cho ba thùng này, thùng này chỉ 36 độ, thùng này chỉ có 32 độ, thùng này chỉ 39 độ đó, mà ba thùng đặt cùng một vị trí với nhau, pha đất nền cũng giống nhau luôn, rồi độ ẩm một cái thì 65, một cái chín mấy, con cái thì 40 mấy, nó tùm lum hết trơn, không biết tin vô cái nào hết. Thì có những cái mà anh em newbie lần đầu tiên nên mua đi, một cái đồng hồ đo ẩm kế và nhiệt kế. Cái tiếp theo nữa là mua một cây bút. Mấy cây bút còn để đây không? Shopee bán luôn. Lên chảnh bấm là đèn pin soi. Hết pin luôn rồi. Anh em biết cái này dùng lại làm gì không? Để soi trứng nha. Nó nhỏ, lúc trước thì mình dùng cái điện thoại, cái đèn flash của điện thoại thì cũng ok. Nhưng mà thứ nhất là nó sẽ làm dơ cái điện thoại của mình. Tại lúc mà cái đất này anh em mà xịt ẩm đồ vô, nhiều khi nó cũng dính bụi bặm nè. Đó, nó dính vô điện thoại mình nó dơ. Cái thứ hai nữa là cái điện thoại mình nó hơi to, nhiều khi mình muốn soi vô cái góc cái trứng á thì khó soi lắm. Đó thì cái đèn này là để soi vô đây cái trứng này. Để vô. Để vô mình sẽ thấy cái quần phôi trên này. Đó. Thì anh em newbie có thể mua cây bút, đèn pin dạng bút ha, cái đầu nó nhỏ để soi vô trứng cũng được, và cái ẩm kế và cái nhiệt kế để anh em đo. Rồi còn gì nữa không ta? Trong cái này, thì sau khi mà anh em thu hoạch trứng á, thu hoạch trứng xong, anh em sắp trứng vô. Khoan để mình kiếm cái gì mình thi phạm cho các bạn dễ nhìn nha, để coi còn mấy trái banh ở đây không. Đầy đủ đồ chơi. Đầy đủ đồ chơi cho anh em dễ hình dung nha. Ok, bây giờ đồ chơi này của Bi ba mượn chút xíu rồi. Rồi giờ giả sử là đây là cái thùng trứng đi ha. Ta cào bằng ra vậy. Đây là những cái trứng. Thì trên cái trứng này nè, ở đây các bạn thấy có chữ xe không? Đó, thì cái trứng igu mà nó có phôi á, được thụ tinh á, thì trên cái trứng nó sẽ có một cái quần vậy nè. Cái trứng màu trắng, cái quần nó hơi hồng hồng ha. Đó, các bạn hình dung nó giống như cái chữ xe này đi. Đó. Thì khi mà chúng ta thu hoạch, dù nó đẻ ra, cái mặt trứng nó nằm trên á, thì chúng ta thu hoạch á, chúng ta phải cầm tịnh tiến cái tay lên, giữ cái, ví dụ như nó đẻ cái mặt này nằm trên thì chúng ta phải tịnh tiến đưa lên, không có được quay ha. Tại vì á, ví dụ như cái mặt phôi nó nằm đây đi, hai đầu này nó sẽ có giống như là hai cái điểm đầu cuối của cái mạch máu vậy. Nếu mà chúng ta xoay á, nhiều khi cái phôi nó bị lộn ngược, nó xoắn,
nó xoắn cái ống mạch máu lại thì nhiều khi cái phôi đó bị chết, nó không có tuần hoàn được. Cho nên là khi thu hoạch á, chúng ta phải nhìn cái mặt phôi nằm ở đây, chúng ta tỉnh tiến nó lên thôi. Có nhiều bạn sẽ kỹ hơn, dùng viết lông đánh dấu vô cái mặt phôi. Tại cái mặt phôi này lúc mới đẻ thì nó nổi rất là rõ, nhưng mà ví dụ như chúng ta để hơi lâu chút xíu, cái mặt phôi nó lặn xuống dưới thì chúng ta không nhìn rõ nữa. Cho nên chính vì vậy chúng ta mới sử dụng cái đèn pin để soi vô để nhìn rõ cái mặt phôi ha. Mới đẻ nó nổi rõ lắm, còn không thì nó lặn xuống đó. Thì anh em nhớ tịnh tiến cái tay chứ đừng có cầm tới lui lắc tới lắc lui, như vậy là nó xoắn, nó đảo lộn hết cái phôi đó. Thì anh em sắp phôi, sắp vô trứng vô đó, sắp trứng vô canh có cái mặt phôi nè, sắp trứng vô ha. Rồi ví dụ như là sắp 6 trứng vô đó, sắp đều vô như vậy. Sắp như thế nào cũng tùy anh em luôn, rất là dễ. Cái thứ hai nữa đó, đâu rồi, mới lấy cái chén đâu rồi. Cái chén này các bạn biết tác dụng là gì không? Cái chén này sau khi lắp phôi xong, chúng ta sẽ đổ một ít nước vô đây nè, rồi chúng ta đặt vô cái thùng này luôn. Thì như chúng ta biết á, cái hơi nước từ trong những cái hạt này, tại vì cái quá trình ấp cái trứng igu nó kéo dài tới 90 ngày lận, nó rất là lâu. Thì trong quá trình đó đó, hơi nước từ những cái hạt này nè, nó sẽ bốc hơi lên. Nó bốc hơi lên, nó gọi là nó thất thoát. Thì cái chén nước này nè, nó có tác dụng là bổ sung những cái lượng nước đã thất thoát. Anh em hiểu ý không? Đó, thì chúng ta cứ đặt một chén ở đây là ok. Thì cái nước này nó có bay hơi lên, thì cái này nó cũng sẽ bay hơi lên, và nó bổ sung lại cho cái lượng thất thoát đó đi. Đó, thì cái việc chăm nước rồi nó sẽ cũng sẽ đơn giản hơn. Ha anh em ha. Đó, thì xong rồi anh em đậy nắp lại thôi. Nắp này không phải của nó. Anh em cố gắng mua một loại thùng thôi cho nó dễ. Một loại thùng á, ví dụ như này là lúc trước mình mua cái loại thùng này không có, mình phải mua loại thùng này. Loại thùng này á, thì nó dành cho cái này. Một loại thùng thì nắp của cái thùng nào cũng xài được, nó linh động hơn. Hai loại thùng thì thùng nào đúng nắp của nó. Rồi ok, đây là những cái bước chuẩn bị cho igu nó đẻ trứng, bỏ trứng vô lồng ấp. Ok, đi lấy đi. Đó, rồi khi mà sắp trứng vô thì có những cái lưu ý về cái mặt phôi như vậy. Đặt cái chén nước để cho nó bổ sung cái lượng nước đã thất thoát đi. Đó, rồi thì khoảng 3 ngày anh em theo dõi một lần. Ví dụ như theo dõi trứng nào mà nó còn trắng tươi đẹp căng là trứng nó khỏe. Trứng nào mà có dấu hiệu bị mốc, mốc xanh nè, mốc tím nè, rồi mốc mà long 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 lên, hoặc là nó chỉnh mồ hôi, nó chảy nước vàng, trứng bị mớp, bị đổ nhớt, thì cái những cái trứng đó đó là chúng ta phải loại ra ngoài, chúng ta đem đi bỏ. Nếu mà chúng ta làm biến, chúng ta không bỏ đó, những cái con bù mắt bù hống nó vô đây nó đẻ trứng, bắt đầu sẽ xuất hiện dòi. Nếu chúng ta không lấy nữa, nó sẽ ăn nó đẻ thành nguyên một cục dòi. Từ những cái dòi này nó sẽ lây qua những cái trứng khác, cuối cùng là nguyên cái chỗ ứng nó hư luôn. Mà cái trứng nó bị hư á là nó giống như nó bị phân hủy, thì nó sẽ sinh ra nhiệt, nó sẽ làm nguyên cái lồng ấp này nó bị nóng lên, là trứng này cũng bị hư luôn, chưa cần con dòi nó ăn lan qua ha. Là nó quá trình nó phân hủy nó sinh ra rất là nhiều nhiệt đó. Cho nên là khi anh em mà thấy cái trứng nó có dấu hiệu hư là anh em phải lấy ra dục, chừa lại những cái trứng đẹp thôi thì nó sẽ thành công. Còn chúng ta làm biến á, chúng ta mà làm biến á là nó sẽ hư hết nguyên ổ trứng luôn. Rồi ok anh em, thì đó là một vài cái lưu ý, cái chia sẻ của mình cho cái công tác chuẩn bị cho cái mùa trứng sắp tới. Thì anh em cứ chuẩn bị trước đi, cái nào mà còn thắc mắc thì có thể comment hoặc là nhắn tin cho mình sẽ hướng dẫn tư vấn cho anh em kỹ hơn cho từng trường hợp của mỗi người ha. Ok, bye bye mọi người, chúc mọi người có một mùa thành công ha. Bye bye. Ok.